buổi chiều cuối tuần tại thành phố Huế, khách nước ngoài cũng khá là đông tại bến thuyền du lịch bến Toa Khâm. Đây là đường Lê Lợi giao nhau ngã ba đồi Cúm. Bên kia có một cái khách sạn Mường Thanh, rồi cà phê Highland Highland, đông đúc nhộn nhịp cho mọi người. Hôm nay chiều thứ bảy tại thành phố Huế đây. Khu vực của bay đông đúc nhất, đặc biệt ở đây có cái bến xe vào bến thuyền, bến Toa Khâm, khách rất là đông luôn, nhộn nhịp xe, bến xe đi. Xe ngoài tỉnh có, trong thành phố có. Yeah. Du lịch khi mà nắng nổi lên thì ở Huế sẽ có nhiều lượt khách đến với Huế hơn, tham quan Đại Nội, Kinh Thành, có nhiều nơi phố đi bộ, nhiều nơi để vui chơi giải trí và thành phố Huế vào những năm trở lại đây. Và có cả xe mui tầng nữa, xe hai tầng, tầng hai là không có nóc đó. Không biết một vé như trăm rưỡi nghìn kia hay như 150.000 một người, còn thì tổng lên bao nhiêu thì biết. Vì tầng dưới, còn tầng trên nên như mui nghe như 150.000 người có phải chưa, đó là chưa chắc lắm nha mọi người. Xe không nóc để ngồi trên cao để tham quan toàn thành phố đó. Thì cái lịch trình đi thì chắc là có trong cái nơi giới thiệu về vẽ đó, đi qua trạm nào, trạm nào, đi qua mấy điểm đó. Và nó được khổ chiều đông kia nha, đông đúc tấp nập mà cũng đẹp mắt với những cái ảnh đen từ những cái nhà hàng đó, xích lô đủ dịch vụ luôn. Yeah. Công viên 3 tháng 2 trực mặt trường sư phạm đó, vì bên dưới là bến thuyền cho nên đây là cầu Tân Tiên đó, đi tới đâu kia là cầu Tân Tiên nữa. Đó, có mấy cái tà áo dài của những diễn viên đi show hát trên ca Huế trên thuyền là mọi người. Đó, rất là nhiều hình ảnh. Nắng nổi lên thì thành phố Huế nhộn nhịp vui lắm. Và đẹp nữa. Dạ, mặc dù nhỏ nhưng mà cũng có nhiều cái địa điểm đẹp mắt để cho chúng ta thăm, chúng ta ngắm. Dạ. Đồi Cúm. Vì trong dự báo thì hình như thành phố Huế mấy ngày nữa sẽ có mưa, nhiệt độ sẽ giảm xuống còn 26-27 độ C thì chắc là sẽ mưa, không biết mưa có dài hay không. Yeah. Đó, khách Tây ở Huế rất là nhiều vào mùa này nha mọi người. Đó, chạy thăm Huế không?
chiều về thì nơi đây bắt đầu chặn đường, không cho xe vô ra nữa thì phải, dành cho phố đi bộ thôi đó. Ngang hình như là có giờ đó, ngang 6 giờ, 6 giờ chiều hay là 6 rưỡi chiều chứ đó, là bắt đầu cấm xe dành cho phố đi bộ. Lâu lâu có vòng cuối tuần đi thăm Huế, ngang qua các cái tuyến phố thân quen để xem đời sống bà con cũng như hình ảnh trên đường phố như thế nào. Khách sạn mùa này làm việc được kinh doanh tốt khi mà lượng khách về Huế càng ngày càng nhiều. Đó. Nội tỉnh, ngoài tỉnh rồi nước ngoài. Đường phố Nguyễn Thái Học bây giờ hàng quán cũng nhiều nữa, đủ các kiểu luôn, mua sắm. Như chưa tới giờ người ta chưa chặn đường thì chúng ta ngang qua một vòng để thăm nha mọi người. Dạ, cũng lâu lắm nên có video thăm phố chiều tại phố Tây. Khi ngày xuân ngày Tết đã đi qua và những ngày tháng giêng đầy nắng, đủ các kiểu luôn, có đọc sách có đâu nữa này. Mặt hàng lưu niệm. Phố xá đông đúc và chả đi vô phố Tây sướng thiệt chứ. Nhìn cảnh người đi qua đi lại rồi khách cửa ngồi. Có đông chưa? Chiều toàn khách Tây không? Khách ngoài quốc. Thị trường du lịch Huế đang rào rực. Đó, hàng quán bắt đầu đó. Bia bọt đồ đưa ra bán. Chà, nhà hàng này nổi bật kia chưa? Rào rực luôn. Quá chà. Hình ảnh Huế bây giờ đi ngang thì giống như những cái hình ảnh mà tại Hà Nội với lại Sài Gòn và giống như cả cái phố Tây của cả cái thành phố lớn đó mọi người. Và thì em vừa coi được trên truyền thông những hình ảnh của cả cái thành phố lớn, bây giờ Huế cũng như vậy, có phố Tây, có nơi giải trí ăn uống, làng vui chơi đủ các kiểu luôn. Nhiều tiền phố, phố Tây. Đó, hàng quán bắt đầu tiếp tục ra nữa đây mọi người này. Đây, sẽ ra một cái nhà hàng chi lớn lắm đó, đó. Đầu tư rất là lớn luôn. Chúng ta đang vòng lại khu vực bến Tòa Khâm nè. Xích lô mùa này việc làm cũng không ngà đâu. Khách đi
cua ngược, cua xuôi. Kinh tế du lịch rào rực. À, đi mong đường khách Tây này nè. Tây nhiều ghê. Dạ. Yeah. Bên dưới là nhà hàng nổi Sông Hương. Quá trời là xe. Xe người ta đi ăn uống đó. Nhiều lắm. Đó một bài ra đầu kia, bài đầu xe của nhà hàng đông nữa. Bên cầu Trường Tiền thì bảy sắc cầu vồng. Cũng như bên dưới là đường đi bộ cầu Gỗ Lim. Đông lắm, và dịp cuối tuần nắng nổi lên thì thành phố Huế được rất là nhiều khách du lịch cũng như khách trong thành phố đi lại trong các cái địa điểm vui chơi. Dạ. Bên mũi cầu Trường Tiền bây giờ công viên sạch đẹp lắm mọi người. Rất là hiện đại luôn. Ở những cái tòa nhà của Pháp, kiến trúc của Pháp đó, nằm bên cạnh cầu rất là đẹp luôn. Dài Huế quá trời, bên dưới đông lắm. Nơi đầu của cái cầu Gỗ Lim dọc theo dòng sông băng ngang dưới cầu Phú Xuân. Giờ về chiều tối thì những ánh đèn rất là đẹp, thu hút được nhiều người đến để ngắm cảnh. Dạ. Đó, công viên đó bây giờ sạch đẹp ghê chưa. Đó, nhà hàng Bồ Đề, cơm chay luôn. Dạ. Dạ thôi thôi cho em ra. Em ghi hình kẻ em ra. Đó, phố đi bộ đông ghê chưa. Ngắm mà Trường Tiền cũng như bên dưới là cầu Gỗ Lim. Và đây gửi xe để tham quan ngắm cảnh đó. Dạ. Yeah. Bên dưới cầu Gỗ Lim đông lắm. Phục vụ ăn sáng bún Huế, mì ốc la, cà phê Bồ Đề. Dạ, yeah, đây có cái nhà hàng cơm chay đó, Bồ Đề. Rồi nhà hàng festival cũng ở đó luôn. Nắng cái thấy thành phố Huế nó khác hẳn mọi người. Còn mưa gió về cái là nhìn nó ảm đạm, nó buồn ơi là buồn. À, đây có cái khách sạn đẹp chưa. À, cà phê Bistro. Đây là cái kiến trúc của Pháp đây mà chưa được làm mới lại, là hình như cái nhà hàng festival đấy mọi người. Nhà hàng đó.
rất là đẹp luôn, sang trọng. Bên cạnh mũi cầu Phú Xuân có một cửa hàng cà phê kem nữa chứ đó. Ngồi nhìn cái view rất là đẹp, được ngắm cầu Gò Lím cũng như sông Hương, rồi cầm cầu Trường Tiền như cầu Phú Xuân. Quá cha, bây giờ nắng nổi lên nhìn thành phố đẹp lắm. Yeah. Dạ, yeah, thì hy vọng những hình ảnh chiều nay thăm Huế vào dịp cuối tuần, em vui đưa mọi người đi tham quan một vòng. Hy vọng bà con cùng thầy thú vị xem nhé. Dạ, yeah. Nếu thầy hay, thầy vui thì hãy nhận cho em vui một like cũng như một đăng ký nhé. Yeah. Và để lại bình luận bên dưới. Dạ rồi, em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye mọi người.